Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái món ăn rất là ngon. Món này thì được rất là nhiều người áp dụng để làm trữ ăn dần. Món này mình không làm với lạc. Thì nguyên liệu chính của chúng ta sẽ cần là cá khô. Các bạn có thể sử dụng cá trỏng, cá cơm, cá hố, cá lóc, cá dứa, cá chìm vàng, vân vân. Nước mắm, dầu ăn, tỏi băm nhuyễn. Các bạn rửa cho thật sạch và vắt cho thật ráo nước để mình dùng tỏi này mình chiên lên nó không bị bết. Ướt hiểm băm, vừng trắng đang thơm, lá chanh, đường kính trắng, cùng là một cái cân tiểu ly để mình cân gia vị. Và cái phần định lượng chi tiết công thức thì mình sẽ ghi ở trên màn hình cuối video cho các bạn tiện theo dõi. Với những cái loại cá khô nhỏ như cá trọng, cá mờm thì các bạn không cần phải cắt. Còn cá này hơi to thì các bạn có thể cắt theo sở thích miếng vừa ăn. Thế các bạn sẽ ngâm vào trong chậu nước, làm cho cá nó sạch cái bụi bẩn người ta phơi ở ngoài đường. Thứ hai là nó không còn vị ngọt đậm nữa. Bởi vì cái món cá này người ta thường thường ướp rất là ngọt, mà mình thấy chỉ trong miền Tây hoặc miền Nam người ta ăn được ngọt, còn khu vực Bắc Trung Bộ đổ ra ngoài miền Bắc thì người ta ít ăn ngọt lắm. Cuối cùng là để cho con cá này nó mềm ra. Và lúc chiên lên thì làm ra thành phẩm con cá nó sẽ có độ mềm mại và dễ ăn, chứ không rất khó nhai. Đối với con cá này thì chế biến rất là nhanh và tiện dụng. Các bạn có thể chiên lên với dầu, hoặc là các bạn có thể nướng bằng cồn ấm với tương ớt, hoặc là các bạn chiên lên xé nhỏ trộn gỏi với xoài xanh. Như vậy là mình đã cắt hết toàn bộ số cá mình cần làm rồi. Các bạn sẽ bóp nhẹ sơ qua để cho nó bay bớt cái gia vị ngọt đi. Và thứ hai nó sạch cái bụi bẩn như lúc nãy mình đã nói rồi. Rồi, cá mình đã rửa đi rửa lại 2 đến 3 nước, sau đấy mình vắt thật ráo nước. Trước khi chiên cá thì mình sẽ cắt nhỏ lá chanh đã. Tiếp theo mình sẽ cho 700ml dầu vào chảo, bật bếp làm nóng dầu. Các bạn sẽ thả cá từ từ vào. Với cái cá này thì các bạn không nên chiên kỹ quá nhé. Các bạn chiên vừa phải để nó có một cái độ mềm cho dễ ăn. Vì vậy các bạn sẽ chiên khoảng tầm 1 phút 30 giây thôi, sau đấy mình sẽ vớt ra và để ráo. Rồi, mình sẽ vớt ra. Mình cho tỏi vào, mình sẽ phi vàng. Mình chừa lại một chút, chút nữa mình xào. Khi thấy tỏi đã hơi ngả vàng thì các bạn sẽ tắt bếp và vớt ra ép cho ráo dầu bớt đi. Các bạn dùng một cái chảo sạch bật bếp làm nóng chảo. Mình sẽ cho một chút dầu ăn lúc nãy mình vừa chiên tỏi với cá xong vào chảo. Phi thơm chỗ tỏi còn lại. Ướt hiểm băm. Tiếp theo là mình sẽ nêm gia vị vào đây. Đường 1,5 thìa canh. Nước mắm Nam Ngư 1 thìa. 2 thìa. Vị chính mình cho 1 phần 3 thìa canh. Các bạn sẽ bật bếp lên và nấu cho tan hỗn hợp. Lúc này mình quên giới thiệu, cho một chút nước lọc nữa các bạn nhé. Nấu xong hỗn hợp để trộn cá, các bạn sẽ để thật nguội nhá. Sau khi cái nước mắm của chúng ta đã nguội và nó sẽ hỗn hợp như thế này thì mình sẽ rưới vào chỗ cá khô lúc nãy mình vừa chiên xong. Mình rưới từ từ thôi các bạn nhé. Đấy, các bạn trộn đều cá luôn. Cho hết tỏi chiên vào luôn, trộn đều lên. Lá chanh mình cho từ từ thôi. Tiếp theo là vừng trắng đã rang. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn các món cá khô mắm tỏi ớt, và đây là thành phẩm của mình. Xin mời mọi người nhé. Quá là ngon các bạn. Mình thấy gia vị cá rất là vừa phải, có thể uống bia được. Như uống rượu thì hơi đậm, ăn cơm thì lại càng ngon. Dậy mùi thơm của lá chanh, cay nhẹ một chút của ớt, ngọt một chút của đường, bùi của vừng rang. Tất cả kết hợp lại tạo nên một cái món ăn rất là thơm và tuyệt vời. Khi cái món này đã nguội, các bạn bảo quản bằng cách cho hộp nhựa hoặc cái lọ thủy tinh, cho vào tủ mát. Và một số lưu ý cũng như kinh nghiệm mình muốn nhắc lại cho các bạn là chiên cá các bạn chiên như lúc nãy mình nói thôi. Không cần phải chiên lâu và cũng không cần phải chiên lần hai, bởi vì cái cá này nó không ăn những cái món giòn khác, mà cái món này cần có cái độ mềm. Mình vừa thưởng thức hai miếng thì đã thấy miếng cá nó săn lại rồi, nên là các bạn không lo lúc đầu mình chiên mấy chục giây như vậy là cá nó mềm oặt các bạn nhé. Bây giờ cá nguội nó sát lại,
thì mình cảm thấy vẫn còn hơi cứng. Nên là các bạn lưu ý một điểm là các bạn không nên chiên kỹ quá, tầm 1 phút 30 giây hoặc là 1 phút 20 giây thôi, các bạn sẽ trộn với gia vị và ăn được. Như vậy là video của mình đến đây cũng xin phép được khép lại. Hy vọng quý vị và các bạn thực hiện thành công với cái món ăn này tại nhà. Nếu quý vị và các bạn mà thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ bật chuông thông báo để luôn nhận được những video mới nhất mà kênh của mình thường xuyên cập nhật. Cuối cùng, mình xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.